Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 14 tháng 10, khi được hỏi liệu Israel có kế hoạch kiểm soát dải Gaza hay không và liệu những người Palestine sơ tán khỏi khu vực này có được phép trở lại hay không, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog cho biết, chúng tôi không muốn chiếm hoặc tái chiếm Gaza. Chúng tôi không có mong muốn cai quản cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine. Chắc chắn, chúng tôi muốn mọi người quay trở lại nhà của họ. Chúng ta đang nói về những dân thường vô tội. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để dân thường không bị tổn hại, trong khi Hamas khiến họ gặp nguy hiểm. Đó là tình huống mà chúng tôi đang gặp phải, ông Herzog nói thêm. Tôi nghĩ nói về vấn đề này vẫn hơi sớm, vì việc nghiền nát cỗ máy chiến tranh Hamas sẽ cần thời gian. Những câu hỏi bạn nêu ra là xác đáng và tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải thảo luận với các đối tác cũng như cộng đồng quốc tế, nhà ngoại giao Israel nhấn mạnh. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở phía bắc dải Gaza sơ tán về phía nam để đến nơi an toàn, trước khi Israel mở cuộc tấn công tổng lực trên bộ. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan cũng khẳng định Israel không quan tâm đến việc kiểm soát dải Gaza, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để loại bỏ Hamas. Chúng tôi không muốn chiếm Gaza hay ở lại Gaza, nhưng vì chúng tôi đang chiến đấu để sinh tồn và cách duy nhất, như chính Tổng thống Joe Biden đã xác định là tiêu diệt Hamas. Vì vậy chúng tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa sạch khả năng của họ, Đại sứ Colin nói. Bình luận của các nhà ngoại giao Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên kiểm soát dải Gaza. Ông Biden cảnh báo việc Israel kiểm soát Gaza sẽ là một sai lầm lớn.